Hello chào tất cả các bạn chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài cái mã khóa của Messenger này nhé các bạn để cho người khác hỏi vào xem tin nhắn của các bạn nhá trước đây thì Facebook nó chưa cập nhật chưa update thì chưa cài được nhá các bạn thì hôm nay Facebook nó đã update rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài nhá thì đầu tiên các bạn cập nhật cho mình cái Messenger này mới nhất cho mình nhá ai mà chưa tải thì các bạn tải về đây để mình test cho các bạn xem nhá đây mình vào này đấy thì nó sẽ yêu cầu Face ID của mình cái máy này thì mình cài rồi này đấy không có thì sẽ không vào trong được nha thì đây mình mở lại cho bạn xem này đấy thì khi cái máy của bạn này cài cái uh, cập nhật cái phiên bản messenger mới nhất thì bạn vào cái biểu tượng chỗ này này đây ngay góc này nhá đấy thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện thêm cái chữ quyền riêng tư ở đây nhé bạn đây các bạn chỉ việc ấn vào quyền riêng tư này các bạn ấn vào khóa ứng dụng này đấy các bạn sẽ bật cái này lên này của mấy cái máy mà cài vân tay thì các bạn cũng nó sẽ hiện tốt ID ở đây nhá còn máy của mình là iPhone X thì dùng Face ID thì nó sẽ hiện Face ID ở đây nhé bạn đấy thì các bạn cài cho mình thôi nếu ai mà chưa cập nhật cái Facebook này thì các bạn xóa đi nè thì các bạn cứ xóa đi cho mình nhá nếu Facebook của các bạn mà phim bản à, cái Messenger của các bạn mà phiên bản cũ thì các bạn cứ xóa đi cho mình đấy xong các bạn vào Apple Store này các bạn tải Messenger mới về cho mình đấy Messenger mới nhất về cho mình các bạn tải bản mới nhất về cho mình nhá đấy các bạn đăng nhập id apple các bạn vào các bạn tải bản mới nhất về cho mình các bạn cài đặt thôi đấy khá là đơn giản các bạn cứ xóa đi nhá các bạn cài thì nó sẽ xuất hiện khi cài xong thì nó sẽ xuất hiện cái chỗ bảo mật đó nhá bạn đấy khi các bạn cập nhật xong thì nó sẽ về như thế này nhá thì các bạn cũng cứ vào messenger này đấy sau bạn vào biểu tượng ở dưới đây cho mình ngay góc này cho mình xong tiếp theo các bạn vào quyền riêng tư này đấy các bạn chọn khóa ứng dụng thôi nhá Đấy, các bạn cứ áp dụng tất cả các iPhone nha các bạn. Đấy, các bạn cứ cập nhật phiên bản mới lên các bạn ấn OK cho mình này. Đấy. Rồi OK. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra này, vào lại này. Đấy, nó sẽ yêu cầu Face ID nha các bạn. Rồi OK, chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.